Hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình. Rất vui được gặp lại mọi người trong cái video lần này. Video về những cây cây trồng, cây cỏ trồng, cây rau trồng tại nhà mình á, tại vườn mình cho gà ăn tốt cho sức khỏe, no và tăng cường sinh lực. tăng cường sức khỏe không mọi người. Hôm nay tại mình hôm nay mình nói một cái loại cây rất phổ biến, bữa đi giao gà ở trên Chi Tôm rồi mình gặp chăm chín nó rụng rồi, cái nhà đó cũng nuôi gà, nó thấy gà nó ăn dữ lắm luôn, mà con gà nguyên một cái chăm luôn rồi, cái chăm chín nó rụng gốc lự chứ. Rồi ta nuôi gà, nó gà nó lụm tình lên, gà thả vườn nó ra lụm ăn này kia, lụm nguyên cái chanh luôn, chăm lắm rồi, cái chăm ở, cho nên mình thấy mọi người cũng quan tâm đến con cây chăm này. Nhưng mà cây chăm ở miền Tây đó, cây chăm miền Tây chắc ai cũng biết cho rồi đó, nó rất là thủ thơ rồi, sinh viên như là học sinh gì cũng có ăn, tại vì đứa này lợi nhà đứa kia lợi nhà đứa nọ, nó thấy đọc cây chăm và một chăm tới là nó rủ nhau đi bẻ đó. Cho nên nói chung là cây này cũng phổ biến, và trên Chi Tôm hiện tại có một cánh đồng chăm cũng khủng khiếp luôn, mà khủng khiếp chăm này mọc tùm lum nới, chứ mà nó mọc dại, tại vì con chim á cũng thích ăn mà bày cái lợi rỉa đêm cái hộp á lại cái nơi khác thì rụng lên, chăm cực kỳ rậm rãi luôn mà, nhưng mà nó lâu lớn thôi, nó lâu lớn nó dễ mọc lắm, người thấy thằng chăm nó là tự mọc tự lớn lớn lên là nó có trái cho mình ăn. Hôm nay mình chia sẻ về nó người ăn nó có ích như thế nào, rất ích cho con người. Giờ mức ăn làm ngâm rượu làm ẩm thực rồi cũng có luôn, và hôm nay mình cái gà ăn mình cũng cho gà nó ăn như thế nào, rồi nó có sức khỏe tốt như thế nào, nên chăng chỗ đó luôn, chỗ mình có hỏi là chăm này con gà nó nuôi gà nó ăn thì thấy sao, nó tốt không đó. Mình thấy công dụng đầu tiên của cái con gà khi cho gà ăn mỗi ngày một hàng ngày, tại chăm là như mình nói mỗi ngày hàng ngày gì đó, chứ chăm theo mùa mới có chín, mọi người có chín có rụng mà thì nó ăn rồi, mà ở nhà trồng chăm thì cứ vậy đi, đừng có sợ cho nó ăn thoải mái luôn mọi người đó. Cái công dụng đầu tiên mình thấy được cái chăm mà khi mà gà mọi người cho ăn gà nó ăn thì mình thấy được là chống đói, tại vì chăm nó rất nhiều, một cây nó rất là nhiều, cũng rất nhiều luôn, gà ăn không hết luôn rồi, không hết được, tôi kinh lên đúng rồi, ăn hết mọc lên luôn đó, mình thấy nó ăn hết, ăn một bồ rồi à. Thì mọi người cho nó ăn như thế, nó gà dược nó ăn như thế thì tiết kiệm tiền thức ăn của mọi người thôi. À, tiết kiệm ăn cho nên mình nuôi gà thả vườn là mình phải thả đừng có nhốt nó. Còn anh em nào mà có ít đất quá thì có chỗ nuôi ít có nhỏ quá thì bắt buộc phải nhốt rồi, nhốt mình lụm mấy trái chanh này nè cho nó ăn đó, cũng rất ok lắm rồi đó. Thì công dụng của nó là no lâu, no rồi ăn, no ăn hai thức ăn. Cái công dụng thứ hai nữa đó, mà khi mà gà nó ăn trái chăm này mỗi ngày, mọi người nó ra ngày nào cũng ra lụm ăn cho rồi, đó là trong trái chanh á, trái chăm nó có vitamin C nè, vitamin A nè, kali nè, phốt pho kali nè, rồi sắt nè đó. Thì có những cái chất này nè thì giúp con gà nó tăng cường sức khỏe, mà nhất là vitamin C tăng cường sức khỏe, chống nóng, tại vì trong cái chăm nó cũng có nước luôn rồi, nước khi mà trái chăm chín á nó vừa ăn rất là ngọt rồi, ngọt có nước, chăm xanh thì nó chát, chứ chăm chín thì nó ngọt rồi đó, cho nên con gà nó ăn vô cung cấp đường, không có đường này, cung cấp năng lượng, nói chung cũng có lượng nó đủ thứ vậy, trong trái chăm đủ thứ. Còn cái trái mà còn sống nó cũng im luôn rồi, trái này sống con gà thấy mình cũng ăn bình thường luôn rồi, thấy nó ăn bình thường luôn, cái chăm. Cho nên cái chăm thấy cái vị cũng có lợi tới người, cho con người nữa, cho nhà nuôi,
nhớ nhớ cho khi mà gặp cái mùa chăm á, cái mùa chăm mình nhớ lùa gà ra nha mọi người, thả gà ra càng sớm càng tốt nha, mỗi ngày nha cho nó lụm những cái chăm nó ăn, cái chăm nó ăn. Thì để rồi cái công dụng thứ ba tiếp theo á, đó là nó có khả năng kháng khuẩn, người kháng khuẩn, tại vì trong cái chăm này nè nó có một số loại axit như là axit malic rồi axit galic rồi axit oxalic rồi axit betulic nha mọi người. Những loại axit này nè nó kháng những loại vi khuẩn thông thường, những vi khuẩn chung là nó không có mạnh đúng không ạ, chung là nó không bệnh giặt, con gà nó ăn những cái này nó không bệnh giặt là gì, nó không có bệnh những cái loại khuẩn giặt thông thường, nó ít có bệnh, nó ít bệnh giặt, còn tự nhiên thì mọi người phòng thêm luôn mấy loại vaccine nữa thì ok rồi. Vaccine là những cái loại bệnh cực kỳ nguy hiểm, mà vaccine là phòng những bệnh cực kỳ nguy hiểm, phòng những bệnh mà cơ thể không đủ, không có kích được cái hệ kháng thể ngoài, cho nên phải phòng nuôi gà số lượng nhiều là phải phòng xin đó, nên mọi người cố gắng cho nó ăn thường xuyên, cho nó ăn mỗi ngày khi tới mùa chăm về các mọi người. Công dụng thứ tư đó mà cái quả chăm khi mọi người cho gà ăn thường xuyên mỗi ngày, ăn theo mùa, mùa là mùa chăm nó cỡ mấy tháng rồi, tháng gì đó mọi người cho gà ăn, cây dường nó ăn, thì mình thấy trong quả chăm á, đọc những tài liệu á, mình thấy được quả chăm nó có rất nhiều calo, rất nhiều năng lượng các bệnh khác nha mọi người, và đặc biệt là đạm, cho nên với mọi người ăn quả chăm, cho gà ăn quả chăm nó có tác dụng kích thích nha mọi người, kích thích phát triển, tốc độ phát triển nhanh, nó đạm, có đạm nhiều là nó phát nhiều, đạm nhiều nó phát nhiều, khi mà người cho ăn thức ăn cái nào có đạm nhiều là nó phát nhanh béo luôn, nó có chất béo nữa, và mọi người thúc thúc gà mọi người cho ăn những quả chăm này cũng cực kỳ hay, cực kỳ hữu ích, mọi người, tại vì những quả chăm nó có đường nè, đường cũng là tăng cân nè, calo nè, và cái đạm, đặc biệt là đạm tăng cân hiệu quả, tăng cân bên gà thịt luôn, tăng cân một cách tự nhiên, mọi người nhớ cho gà nó ăn để nó có trọng lượng tốt để bán đạt cân hơn mọi người đó. Công dụng thứ năm, khi mà mọi người cho gà ăn chăm mỗi ngày thì mình thấy được đó là cái khả năng giảm stress đó, mà khi mà nó ăn cái chăm này vô á, thì mình thấy thích đá nhau rồi, tức là cái trái chanh nó có đường nè, nó có vitamin C nè, giảm nhiệt độ cơ thể, nói chung là cái C là nó giảm, nói chung là hạ sốt đó mọi người, hạ sốt tự nhiên đó, cho nên mọi người nhớ cho gà ăn thường xuyên, và khi con gà mà nó ăn được cái loại chăm này nè, cung cấp đầy đủ các khoáng chất đó, khoáng chất rồi các vitamin A, C, đặc biệt kali, nghe mình kali rất là nhiều đó, kali thì giúp khỏe, khỏe mạnh đó, tăng cường sức khỏe đó, rồi C này giảm nóng, rồi mấy phosphor nè, rồi sắt nè, nó tăng cường cái da của con gà nó chát sáng căng, rồi lông của con gà mướt mượt dài, nó không bị rụng trụi rồi, thường mọi người mà có vườn chăm mà mọi người cho nó ăn quanh năm thì con gà mọi người rất là khỏe mạnh luôn, cái chỗ nuôi trên thị trường người ta cũng nói ăn mập khỏi cần mua các loại vitamin và khoáng và men vậy chứ, cho nên cái chất chua ở trong cái chăm khi mà nó vừa chín chưa chín quá nè, là nó ăn cái loại đó thì nó kích thích được cái cơ quan tiêu hóa rồi, kích thích được cái quá trình ăn uống của nó rồi đó, cho nên rất là tốt khi mọi người cho nó ăn chăm thường xuyên mỗi ngày. Giờ mùa chăm đó, hồi xưa mấy đứa trẻ đâu có bánh kẹo như giờ đâu, còn mua chăm ăn là bên leo cái chăm ăn đây đó, vẫn ngon rồi, ngon hơn bây giờ, những chất giờ đã có độc hại, chất độc mình thấy à, chất độc ăn chút xíu là bắt đầu ho rồi, chăm mọi ngày ăn hoài cũng không ho được nữa. Mà bánh kẹo bây giờ một
một số loại con nít ăn mè trước mè sau là ho, ho tại chỗ luôn, ho chiều là ho, ăn sáng chiều là ho, rất độc. Mà còn có tình trạng đó, tình trạng khách hàng quê ghê của mình đó, nên là những cái quả châm này nè cần thiết nha, cái con người cho gà đó, cái trái nào rụng mình cho gà ăn bình thường, mọi người ăn thường đó. Tóm lại một điều á là nhà mọi người có cây châm, có vườn châm thì nên cho gà ăn. Nó gà ăn không được thì mình lụm vô cho nó ăn những cái trái châm ăn gà nó rụng xuống không, người cũng cho nó ăn bình thường không rồi đó, ăn tốt sức khỏe, ăn cực kỳ tốt sức khỏe, mọi người nên cho ăn đó. Không sao, trái này ăn bao nhiêu cũng được, nhưng mình thấy ăn đủ nó vô đủ nó vô rồi. Cho nên mọi người không cần sợ cái lưu lượng, không cần sợ cái bao nhiêu cũng đủ, ăn đi cho ăn đi, nó ăn bao nhiêu nó ăn. Rồi video mình kết thúc, chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ và thành công. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video kế tiếp. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình ra những video mới hay hơn, hữu ích hơn, giúp cho mọi người trong quá trình chăn gà của mình tốt hơn. Bye bye.